Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Nam em khiến người hâm mộ trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng như idol Hàn Quốc. Sau khi tuyên bố hoạt động nghệ thuật nghiêm túc tại họp báo ra mắt phim Anh Muốn Quên Em Không, nam em đã dần khẳng định lại vị trí cũng như vai trò trong làng giải trí. Ngoài sản phẩm điện ảnh, người đẹp gốc Tiền Giang còn tích cực tham gia biểu diễn thời trang, xuất hiện tại sự kiện cũng như những clip ngắn mang tính chất giải trí cao được cô đăng tải thường xuyên trên mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, mới đây nhất, người đẹp sinh năm 1996 còn tung một bộ ảnh với nhan sắc vô cùng ấn tượng. Cô được đánh giá rất cao kể từ khi giảm 12kg thành công để lấy lại được vóc dáng quyến rũ. Với những bộ trang phục trẻ trung kèm mái tóc óng ánh, hình ảnh nam em mang đến trong bộ ảnh khiến người hâm mộ vô cùng trầm trồ tựa idol Hàn Quốc. Nam em cũng tiết lộ thêm những khó khăn khi thực hiện bộ ảnh này là vì quá ốm so với mức quy định nên việc tìm trang phục vô cùng khó khăn. Tại thời điểm người đẹp không kiểm soát được cân nặng đã phải mặc trang phục size XXL, nhưng bây giờ nam em chỉ mặc được size XXS. Dù rất khó để tìm kiếm trang phục nhưng cô vẫn cố gắng để đáp lại tình cảm mà người hâm mộ đang dành cho mình. Hiện tập 2 của Hép Giả Mà Anh Muốn Quên Em Không đã rất được các bạn trẻ yêu mến khi đạt được lượt xem lên đến 1 triệu view chỉ trong một tuần phát sóng. Với sự nỗ lực này, nam em đang rất được người hâm mộ ủng hộ và yêu mến. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.